Tôi muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những thông tin liên quan tới Ripple đồng XRP với các bạn Tại vì đây là một trong những cái thông tin mình nghĩ rất nhiều bạn rất là muốn biết Tại vì thường thấy dưới comment đó, có rất nhiều bạn nói là mình đang lưu trữ rất nhiều đồng XRP Thì rất là quan tâm đến vấn đề này Thì cuối cùng ngày hôm nay đó, ngày thứ ba ngày 22 tây tháng 12 tại Hoa Kỳ Thì các bạn thấy là cuối cùng chúng ta cũng đã thấy cái tin tức liên quan đến công ty Ripple sẽ bị kiện bởi SEC Ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ là một tin tức thật cho bạn thấy được là SEC cuối cùng đó là cũng đã nạp đơn với lại tòa án ở New York. Đây là cái tài liệu của SEC chính thức. Bạn thấy được là đây là tài liệu là họ kiện công ty Ripple là bán unregistered securities, có nghĩa là bán cổ phiếu mà không có đăng ký. Tổng cộng là bán là 1,3 tỷ đô la bán từ năm 2013. Và trong cái vụ kiện này đó là SEC cũng đưa tên hai người đứng đầu của công ty Ripple Labs đó chính là Christian Larson và CEO Brad Gallinghouse nói là ngoại trừ là công ty Ripple đã bắt đầu là từ năm 2013 đã bán những cổ phiếu không đăng ký mà ngay cả bản thân hai người này, Trish Larson và Gallinghouse, hai người này, hai người đứng đầu đó cũng đã bán tư nhân tổng cộng là 600 triệu đô la đồng XRP. Đó là những cái chứng khoán mà không đăng ký. Các bạn thấy được đây là một cái điều kiện cũng khá xấu đối với tình hình của công ty Ripple thì nghĩa là nếu như mà SEC thật sự là không thích công ty Ripple Không thích XRP Mà kiện là cho đến ngày hôm nay Tất cả những gì mà công ty Ripple và làm là toàn là phạm sai luật Có nghĩa là các bạn thấy được đồng XRP có thể đã kết thúc từ đây Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là nếu như mà SEC rất là muốn giết chết đồng XRP thì không chỉ là họ bắt là ngưng không cho bán nữa đây là một điều thường cảm thấy là đương nhiên điều thứ nhì nữa là họ có thể là bắt là công ty Ripple phải lấy lại hết tất cả những XRP hoàn trả tiền cho những người nào mà đang lưu trữ cũng như là những sàn giao dịch crypto sẽ không được đưa đồng XRP lên trên sàn của mình tại vì không có sàn dịch nào bây giờ là có chứng chỉ được công nhận bởi SEC là cho đăng một cái đồng gọi là đồng chứng khoán hết cho nên các bạn thấy được là chỉ có thể là đăng trên sàn chứng khoán mà thôi và rất là phiền phức tại vì các bạn thấy là nếu như đồng XRP muốn lên sàn chứng khoán là đồng XRP này là phải thuộc quyền quản lý của công ty Ripple Labs một trong những điều mà công ty Ripple Labs không có muốn và công ty Ripple Labs này cũng phải đưa ra thông tin rất là chi tiết là hàng năm thu lợi nhuận bao nhiêu và đồng này là dựa theo thu lợi nhuận các bạn thấy được là cũng như là một cái chứng khoán thông thường đây là một điều mà rất là xấu đối với tình hình của đồng XRP thì các bạn thấy là chúng ta phải tiếp tục chờ đợi một những điều mình thường đã chia sẻ chi tiết hơn trong một cái video ngày hôm qua đó chính là cái video 876 mà cũng có rất nhiều bạn con thú xem Thì trong video 876 này đó Thường để chia sẻ là một trong những điều chúng ta hy vọng là xảy ra Đó chính là SEC không có gắt gao như là đối với lại cái ICO của Telegram là bắt phải nhưng và không cho hoạt động nữa mà có thể là SEC sẽ nhượng bộ hơn và cho một cái quyết định là bắt bồi thường nhưng mà sẽ tiếp tục cho hoạt động nhưng mà không được bán nữa điều này thì mình đã chia sẻ trong video 876 là có một trong những cái điều tốt trong rất nhiều điều xấu đó chính là nếu như mà công ty Ripple mà không tiếp tục được bán trong XRP thì sẽ làm giảm bớt đi lực bán trên thị trường nhưng mà nhiều bạn cũng đã comment ở dưới nói là nếu như vậy thì công ty Ripple lấy tiền đâu mà kinh doanh cái này được là một trong những lý do tại sao mà công ty Ripple bán đồng XRP họ đang nuôi trữ rất là nhiều tại vì các bạn cũng đã thấy là hầu như là phân nửa trong XRP bây giờ vẫn chưa được tung lên trên thị trường họ vẫn bán hàng quý và nếu như không bán được thì làm sao họ còn tiền để mà kinh doanh đây cũng là một những cái vấn đề thường cảm thấy rất là nan giải đối với công ty Ripple nếu như điều đó xảy ra nhưng mà nếu như mà SEC mà gắt hơn nữa là sẽ không cho XRP hoạt động luôn đây là một trong những cái vấn đề rất là lớn và nhiều bạn thì hỏi thường là cái cơ hội mà SEC thu kiện khi mà kiện một công ty là như thế nào thì các bạn thấy được là đối với những công ty liên quan crypto thì SEC hầu như là chưa bao giờ thu kiện hết. Chúng ta thấy được là SEC đã kiện rất nhiều những cái dự án crypto trong đó chúng ta có dự án Kik, có Telegram, có EOS. Các bạn thấy được là toàn bộ SEC đều chiếm thắng lợi hết. Tại vì trên căn bản những đồng này phần lớn các bạn thấy là người ta đầu tư vào để người ta có được lợi nhuận chứ không phải đầu tư vào để mà sử dụng. Các bạn nghĩ đi bản thân các bạn bây giờ là bao nhiêu bạn đang giữ đồng XRP tại vì các bạn rất thích đồng này các bạn muốn sử dụng đồng này hàng ngày thường nghĩ là không có mấy người phần lớn là người ta lưu trữ XRP tại vì người ta muốn có được lợi nhuận và nhiều bạn cũng sẽ nói là như vậy thì có gì khác biệt đâu người ta lưu trữ đồng Ethereum người ta lưu trữ đồng Bitcoin cũng như vậy thôi lưu trữ để có lợi nhuận nhưng mà sự khác biệt ở đây đó là đồng XRP các bạn lưu trữ tại vì các bạn hy vọng là công ty Ripple Labs này sẽ thành công để có thể là tạo được lợi nhuận để cho đồng XRP tăng lên mỗi lần mà công ty Ripple Labs này có thêm một đối tác mà sử dụng XRP thì giá cả sẽ có sự tiến triển tốt. Cho nên các bạn thấy là các bạn lưu trữ, mà các bạn đang chờ đợi một công ty duy nhất để cho các bạn có được lợi nhuận. Cho nên đây là một những cái yếu tố rất là khác so với những đồng như là các bạn thấy đồng Ethereum hay là Bitcoin. Các bạn lưu trữ Ethereum hay là Bitcoin thì bạn không có đợi một công ty nào, không một công ty nào đại diện cho đồng Bitcoin hay Ethereum hết. Các bạn hãy đưa chúng ta không thể nào mà nói là chúng ta đầu tư Bitcoin Tại vì chúng ta đợi những công ty như là công ty Rayscale hay là công ty MicroStrategy vân vân Các bạn thấy được là Bitcoin là rất là phi tập trung về cái phương diện đó Không có một cái đội nào, không một công ty nào mà dẫn đầu thị trường Bitcoin hết Nếu như hôm nay quốc hội của Hoa Kỳ muốn tiêu diệt Bitcoin Muốn kiếm một người nào đó tới để mà chịu trách nhiệm Thì thật kêu mà nói là không ai đứng đầu Bitcoin để mà gai vào quốc hội hết Đây là một trong những cái dẫn chứng Thì chúng ta thấy là đồng XRP thì có một số những cái yếu điểm Tuy nhiên là chúng ta cũng nên nói trong một video chi tiết hơn trước đây đó Đó chính là cụ phó chủ tịch của CFTC đó Carlo, thì đưa ra một số những cảm nhận cá nhân là ông ta không nghĩ XRP là một loại chứng khoán. Đương nhiên các bạn thấy được là Christian Carlo trước đây là chủ tịch của CFTC là ban quản lý hợp tương lai của Hoa Kỳ thì không có thẩm quyền đối với SEC ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ. Đây là một điều rất khác biệt. Chúng ta bây giờ hãy chờ đợi cái quyết định của SEC như thế nào. Nhưng mà nếu như các bạn hỏi thường là cơ hội thắng của công ty Ripple là bao nhiêu thì dựa theo như chúng ta biết được đó, trước đây thì cơ hội tháng nó không có cao. Cái câu hỏi bây giờ là SEC sẽ chiếm ưu thế và họ sẽ xử lý công ty Ripple này là như thế nào? Đây mới là cái câu hỏi mà các bạn cần phải nên suy nghĩ đến. Nếu như mà SEC mà nhẹ tay với lại like XRP đó, thì có thể là sẽ bắt hai người dẫn đầu là Trish Lawson và Brad House có thể là bồi thường một số tiền và công ty Ripple Labs phải đóng một cái số tiền phạt cũng khá lớn và sẽ không cho bán tiếp tục thì điều này ảnh hưởng như thế nào đối với tương lai của XRP chúng ta hãy tiếp tục theo dõi thông tin này chúng ta hy vọng là nếu như XRP qua được mà không có thêm đồng XRP trên thị trường thì cuối cùng cũng có thể là có được một số những cái phản ứng tốt đối với giá cả nhưng mà tình hình bây giờ thì khá xấu chúng ta nhìn vào đồng XRP ngày hôm nay đi tôi refresh lại các bạn đưa đồng XRP Bây giờ đứng hàng thứ tư lại đi xuống 15,8% trong khi mà các bạn thấy là trong vòng 24 tiếng vừa qua thì phần lớn các đồng đều là màu xanh như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Chúng ta nhìn vào cô 60 đi các bạn sẽ thấy cái tình hình rõ ràng hơn là phần lớn nhiều đồng xanh nhưng mà một đồng rất đỏ trên màn hình đó chính là đồng XRP tại vì tin tức này và thường mình đã chia sẻ tin tức này rất là chi tiết trong video ngày hôm qua nhưng mà nào mà chia xem thì hãy xem cái video 786 thì một những câu hỏi mình thường cũng nhận được đó là tại sao mà đồng XRP gặp vấn đề mà rất nhiều người các bạn thấy được là Jack Jevinski, uh, Tonvays, Vitalik vân vân rất là nhiều người là đang tấn công đồng XRP tại sao mà họ không có đồng lòng mà công ty Ripple đó Brad Calenhouse nói là ngày hôm nay thì cái sự tấn công của SEC đó là không phải tấn công riêng công ty Ripple Labs hay là đồng XRP mà là tấn công thị trường crypto nhưng mà mọi người lại không hiểu như vậy tại vì sao các bạn thấy được là trước đây đó thì công ty Ripple và Brad Gallagher House đưa ra những cái lời chơi bài rất là thầm tệ đối với nhiều dự án Các bạn thấy được đây là một trong những cái vấn đề rất là khó giải quyết của công ty Ripple Tại vì thường ở đồng XRP lúc nào cũng muốn chiếm ưu thế cho nên thường là chơi bài đồng Bitcoin, chơi bài đồng Ethereum Như là các bạn thấy được là những cái hình chụp lại bởi và Talik Buterin thì nói là đồng XRP mới là cái đồng đứng đầu Những đồng như là đồng Bitcoin, Ethereum là những cái đồng của Trung Quốc Các bạn thấy được là đây là một trong những cái lời phát biểu hoàn toàn sai Không có một dẫn chứng nào hết Và tại sao lại gọi Bitcoin, Ethereum là đồng của Trung Quốc Các bạn thấy được là những cái thông tin mà được đưa ra bởi công ty XRP Đã nói là tại vì cái việc đào Bitcoin, Ethereum rất tập trung ở Trung Quốc Thật ra mà nói đây là những cái lời nói mà không có phải xuất phát từ một người mà hiểu nhiều về cái thông tin là Bitcoin đào như thế nào, Ethereum đào như thế nào, thường đã chia sẻ rất nhiều lần. Các bạn nhìn vào những thông tin là Bitcoin thì những cái hội đào lớn đó, một số hội đào lớn là ở Trung Quốc. Đó là sự thật nhưng mà chúng ta vẫn có những hội đào ở những nước như là Iceland và những hội đào ở Trung Quốc không có nghĩa là những máy đào Trung Quốc đem một điều rất là khác biệt. Các bạn bây giờ giả sử như các bạn ở Hoa Kỳ đi, các bạn mua một cái máy đào, thường hoàn toàn có thể tham gia bất cứ một hội đào nào mà thường muốn và hội đào đó sẽ có thêm cái tốc độ đào nhưng mà không có nghĩa là cái máy đào của thuận là ở Trung Quốc và ngược lại thường có thể là không đến hội đào này thường sẽ đi hội đào khác đây là một trong những cái hoạt động cho nên thường đã chia sẻ rất là nhiều lần những thông tin mà đào tập trung ở một nơi ở trung quốc sẽ có những cái vấn đề gì đây chỉ là những cái thông tin để cho các bạn lo lắng mà thôi những thông tin này đã có thực ra mà nói trong vòng 11 năm qua rồi chứ không phải là chỉ mới có Bây giờ mỗi lần con tăng giá thì mọi người lại đưa những thông tin rất là cũ như vậy để mà làm những người mới quan mang. Nhưng mà nào mà trong thị trường này ít nhất là 2 năm thì cũng đã biết đây chỉ là những thông tin phết, những thông tin không đúng sự thật mà thôi. Thì lý do tại sao mà nhiều người không thích đồng XRP tại vì đồng XRP đó rất là thường hay tấn công những đồng khác và những cái lời nói là đồng XRP mới là đồng tốt nhất khiến cho nhiều cộng đồng rất là bất mãn. Các bạn thấy được là nếu như một người nào như Brad house đã từng làm bất mãn nhiều cộng đồng thì bây giờ không thể nào mà nói là tất cả mọi người được cùng một xuồng hết thì mọi người phải giúp đỡ XRP trong cái cuộc tấn công này các bạn thấy được là không phải đây là một cuộc tấn công đối với lại Tom đó đối với Jack đối với lại Vitalik Buterin đây không phải là một cuộc tấn công vào thị crypto mà đây là một cuộc tấn công thẳng vào công ty Ripple Labs đây là một sự khác biệt rất lớn mà được nhiều người nói tới thường như chia sẻ thông tin này thực ra mà nói là bản thân thuận các bạn cũng đã biết là suy nghĩ như thế nào về XRP thì từ những ngày đầu tiên thường đã chia sẻ với các bạn là không thích đồng XRP đây là một đồng mà thường cảm thấy là không phải là phi tập trung một đồng mà rất là tập trung như vậy thì nhiều bạn sẽ nói là tại sao mà lưu trữ đồng XRP trong nhiều năm qua thì câu trả lời của thường là tại vì đồng này là đồng đứng hạng thứ tư các bạn thấy đưa ra cái đây vài ngày để hàng thứ ba đây là một trong những đồng mà có mặt trên rất là nhiều sàn cho nên nếu như mà có một cái tình hình là giá cả bịch con tăng thì đồng XRP là một trong những đồng mà có sự tăng trưởng rất là mạnh cho nên trở lại câu nói của thường mà thường thường hay chia sẻ với các bạn là các bạn muốn chứng minh mình đúng hay là các bạn muốn kiếm tiền Thuận thì lúc nào cũng chỉ lựa chọn là thường muốn kiếm tiền mà thôi cho nên thường sẽ lưu trên XRP vì lý do đó nhưng mà tình hình đồng XRP bây giờ thì thường vẫn chưa có một cái hành động nào thường vẫn tiếp tục lưu trữ cái số lượng XRP thường đã có trước đây chúng ta hãy chờ đợi Thôi nghĩ là nếu như những bạn nào mà muốn đưa ra quyết định đó thì đã đưa ra quyết định ngày hôm qua hay là lúc mà mới vừa nghe thông tin thường chia sẻ trên những mạng xã hội rồi. Nếu các bạn đã cầm chờ đợi giờ này thì thường nghĩ là chúng ta cũng phải chờ đợi thêm tin tức trước khi mà đưa ra thêm những quyết định. Tại vì cái điều kiện này có thể kéo dài vài tháng, thậm chí là cả năm. Chúng ta hãy chờ xem coi là hai bên cuối cùng thỏa thuận như thế nào. Và các bạn thấy là hôm nay đã là ngày 22 tháng 12 nghĩa là đã gần cuối năm Thì thường đó SEC đưa ra những cái vụ kiện lớn cuối năm cũng không phải là một điều gì gọi là quá bất ngờ Tại vì họ muốn đóng lại cái năm đó có được một cái thành tích nào đó Cho nên cuối năm thường chúng ta thấy được có rất nhiều những cái sự kiện xảy ra trong những cái cơ quan của chính phủ à, Để họ có thể đóng lại một năm đó với những cái chiến tích mà họ cần Cho nên việc mà SEC chọn thời điểm này để mà kiện à, công ty XRP cũng là một điều thường cảm thấy là cũng thường hay xảy ra đây là thông tin liên quan đến XRP mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn nghĩ sao thì hãy comment ở phía dưới. Các bạn có lo lắng về tương lai của đồng XRP hay là không?